Dạ em chào cả nhà đang xem kênh Quỳ Thanh Châu Phú ạ. Chào cả nhà. Dạ nãy trời mưa quá cả nhà ơi. Bây giờ gia đình em chuẩn bị về đây làm chuột ăn cả nhà. Đó, bữa nay nè. Đó. Như đây nha cả nhà. Điện tư với anh ba phía trước thì đang bằng chuột. Ba thì đang nhúm than cả nhà, mà bé Lùng thì đang lạc keo. Có muốn như dây leo. Thì cái món này bữa nay là mình chỉ là chuột mình nướng thôi cả nhà. Đơn giản mà nó ngon được rồi. Nướng tươi luôn á. Chuột mặn cũng gần xong rồi. Cái phổi con chuột chưa được. Dạ. Chuột cũ con phổi nó lớn rồi. Bây giờ mình gầm nhẹ vô nó xỉu rồi. Đây ba đang nhúng than đó nha. Đây mình mới vừa leo, mới đồng muôn đồng. Này hái trên đồng nữa nha. Chuột ú không anh ba? Không, chuột này mở đúng không? Đứng trong ban. Nhìn từ dưới anh ba đang làm chuột cái nha. Ở đây cái lùng mình đang đâm mướp nha cả nhà. Quá im rồi. Nó ngon ha. Đâm mướp quá im. Đây chanh đây cả nhà. Phần trước lên trên này làm chế mắm me đó cả nhà. Ai muốn ăn mướp ăn, ai muốn ăn mắm me ăn. Đây chén đũa mình đem lên đồng này đó. Đó, ông cụ mình đó. Nhưng mà trời mưa quá phải về nhà làm cả nhà. Nó đem nguyên nồi cơm luôn nè. Mình ăn ở đây luôn. Ở đây em có quét dọn sạch sẽ, em giải bạc đây cả nhà. Mình ăn dưới vườn tre này nha. Đó. Ngồi dưới vườn tre này mát gừ luôn. Đây chủ cũng làm xong cả nhà ơi. Ba đang nướng cả nhà. Quá thơm. Quá lửa rồi, quá than. Chết rồi. Quá than. Quá than hết tới không. Để cháu lên tí. Lấy gạch cho anh cháu. Hết hồng hoang rồi, nó lên gầy nào, nướng nó mới ngon. Ừ. Ngon này nó khác nữa rồi. Đẩy luôn đây. Nhà sao vậy? Dính cái ngắt này. Ở bên đây thì đang dọn cái nhà. Đó, rau mình cắt ra rồi. Hồi dịch nãy mình lụm nó nha, mình luộc không chín rồi cả nhà. Đây, cái mắm me của mình đây. Đó. Anh ba thì đang sắp chén sắp đũa. Cái lùng với ba đang nướng, Diền Tư đang nướng này nè. Dân giả miền Tây thôi. Đây em có thiết kế thêm 2 lít nước mắt quê hương nha cả nhà. Cho mấy những gia đình em ngồi xương xương mấy anh em. Thôi chuột cũng chín rồi cả nhà ơi. Ba đem vô dưới giữa. Đó, mình ăn tới đâu thì mình gấp tới đó cả nhà. Đó, thấy nghe thấy ngon không? Lý tưởng không? Quá đã. Chính này em mời cả nhà nhé. Chính rồi đó, mới nói cái ngon rồi đó. Chính dài xuống đây. Con nói một chén, chính là con gấp một chén còn ngon nữa. Lấy cây kìa, phải đấu lấy cây kìa. Tan nó để lên nữa. Rồi, ok. Quá ngon. Thôi chuột nướng chín nè cả nhà ơi, em mời cả nhà ăn với gia đình em nhé. Cả nhà ủng hộ cho cái tên Quỳ Thanh Châu Phú mình cả nhà ơi. Cắt tay chuột chén đi. Ngon con đi. Ngon nó nóng. Mở không ăn nó thấy không? Mở cái nhà ừ. Tính ăn trên đồng nữa nha, nhưng mà mưa quá trời mưa à. Về nhà thì nó nắng, ác ôn. Không chắc lỗi. Mở nhà nhà ơi. Ừ.
vô đi chua ha, quá lắm nó hơi lạ. Mở nhà cái đồ chuột nha, mở cái nhà cái nào chắc lên thầy. Mời cái nhà cái đồ chuột nha cả nhà. Chuột nướng miền Tây. Ngủ cả nhà ơi. Trời ơi ngon. Thịt lắm nữa nè. Ngon này ú ghê luôn. Ngon. Em mời cả nhà nhé. Mắm ở đây nè. Mắm á. Mấy này, ném mắm vậy. Mở nhà đi chuột nhà ơi. Chúng ta đang gấp chén đi để nó nướng thì nó khô queo mở cho. Cho đi chén đi, chén rượu cho nó. Chuột nướng tươi quá ngọt cái này. Ngọt rồi. À, này ngọt hơn ớt luôn rồi. Đây. Rồi. Rồi rồi. Còn gì bằng đi leo cái nhà thôi. Đâu gấp từ từ để ăn ra còn đóng rồi thôi để đi khác nữa. Chuột nhỏ nó ngủ kìa. Mà cái nhà sừng gốc lết nha, con chuột. Mốt đi chuẩn bị đồ đạc, đem theo một thùng bia. Đem theo một thùng mút á, đựng đá giống. Bên đồng này không thiếu nước rồi, đựng đá. Để ngay gốc cây này nó đổ về mặt mình đó. Mình làm nó uống rồi hết đá rồi. Còn nó mình lấy. Trời ơi, giờ bỏ hết nó ngọt luôn. Bữa nó nước lên bà. Nước đang lên đây. Cả nhà xem video mà săn bắt chuột trên đồng Campuchia cả nhà thấy hay thì cả nhà ủng hộ nha. À, em sẽ cố gắng làm những clip tương tự như vậy cả nhà. Trên nãy giờ mười con lưới dính rồi. Cái lượng nó sâu không á? Ờ nước nó cạn thiều khoảng ở đâu 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 dính rồi dính máy. Nước tháng này nó còn đỡ nữa, nước đồng máy đồng xuống nó sắc gạt chứ. Nó giòn khấu nè. Một ngày nướng giòn quá đâu có ngon. Ừ. Nướng gì nó hết ngon, nướng giòn quá chạy mỡ trên nó ngon. Mình đang vô đó mình. Ủa, nhỏ quá. À, nào dở quá. Chín rồi luôn. Đổ cải này nữa chứ. Chuột mình mới bắt về cả nhà, mình ăn liền ngon kinh khủng, ngon. Lên đồng động sợ đói cả nhà, để học dịch mình lụm mình sớm. Cái tối à?
cho thêm nhau. Chắc có dễ điện ba để thổi luôn. Đi xem bài. Thổi ba ra. Đi xin đồng công rồi. Dầu gây khói luôn. Chuyện nấu. Mà nó quặn nó đi, nó mình ngồi đây vòng nó quặn à. Dạ. Quặn con mặn chuột dưới trước ban đêm kìa. Em kéo mình sao con chuột vậy đó. Chứ nó chờ luôn, chờ. Tay nè. Nó đung lại rồi thảy vô thau nước đi rồi có mổ cái ngủ. Mổ. Mời cả nhà chiến dịch nha, lượm trên đồng Campuchia. Dịch đấy không đậu, nó đẻ không? Nó lớn. Nó đẻ hả? Lấy gan con chuột. Mời cả nhà nha. Dạ thôi gia đình em ngồi ăn uống xíu cả nhà ơi, rồi xong cũng nghỉ ngơi, mai bắt đầu lại công việc thôi cả nhà. Em cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của gia đình em nha. Nếu cả nhà xem thấy hay để lại cho kênh một lượt bình luận, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nha cả nhà ơi. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều, chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ. Hẹn cả nhà lại video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Bye bye.